Ai đang mở micro, chúng ta tắt micro đi à. Rồi. Ở trang 3 và trang 4 thì ở cái thằng hiện tại hoàn thành á, nó có cái thằng since và for. Thì tôi nói lại lần nữa, since là đi với một mốc thời gian và for cứ thấy là một khoảng thời gian là ta cộng vào và ta chia cho thật đúng nha. Đó là cái phần mà chúng ta một la mã. Còn cái phần biến đổi này tôi sẽ nói lại một lần nữa cho mọi người thấy. Phần biến đổi này thường thường nó biến đổi như sau. Nó sẽ biến đổi ngược thôi. Từ quá khứ đơn qua hiện tại hoàn thành, hoặc là từ hiện tại hoàn thành qua quá khứ đơn, hoặc đôi khi là từ hiện tại hoàn thành qua luôn hiện tại hoàn thành, nhưng đảo như thế nào ha. Và trong đó thì quá khứ đơn ta nhấn mạnh về gì? Về cái thời điểm là when, khi nào. Và thằng hiện tại hoàn thành thì ta nhấn mạnh vào how long, là nhấn mạnh vào là trong bao lâu. Rồi. Thì bây giờ tôi sẽ nói lại cho người thấy. Cái này cô thấy là khi chúng ta ở cái dạng câu, cái dạng đổi đầu tiên là từ quá khứ qua hiện tại hoàn thành và ngược lại thì như sau. Cái là gì? Nó sẽ để cái câu là gì? Kể từ lần cuối mình làm cái gì? Nha. Là bao lâu? À, nhớ nha, kể từ lần cuối làm cái gì, giống như câu câu 1 đó, It's year since we last travel abroad. Last travel có chữ last đó, since last travel. Thì ta có chữ years nha, để chỉ cho mình cái thời gian. Được chưa? Thì nhớ nè, lần cuối làm là bao lâu? Nha, lần cuối làm là từ khi nào? Đúng không? Là quá khứ. Lần cuối làm mà, tức là nó là khẳng định. Thì đảo ngược qua bên kia là gì? Là từ lần cuối đến bây giờ là không có làm. Đảo qua hiện tại hoàn thành. Được chưa? Lần cuối làm là từ khi nào, là bao lâu? Là quá khứ. Mà làm có nghĩa là khẳng định. Nhớ như vậy đó, cứ lần cuối làm là quá khứ, là khẳng định. Thì từ đó đến giờ không làm là hiện tại hoàn thành. Ví dụ như ta có câu 1 và câu 2, ta đổi ngược qua và ngược lại. Đến thằng thứ ba thì chúng ta thấy đó, ta chỉ cái động từ chỉ về hành động, mua căn nhà, mua xong và chấm dứt luôn trong quá khứ. Nhưng cái tình trạng nó kéo dài thì ta phải tinh ý, ta phải gắn vô thì cho con ta có những cái bài tập khác. Ở đây là mua căn nhà thì cái động từ mua thì ta không được chia nó được ở hiện tại hoàn thành được, mà ta phải chia ở về quá khứ. Sorry, ta không thể chia cái thằng buy về hiện tại hoàn thành được, mà ta phải dùng một cái từ sở hữu là mua, cái là mình có sở hữu là căn nhà. Được chưa? Rồi, đến cái thằng số 4 thì có nghĩa là gì? À, cái này đã đổi từ hiện tại hoàn thành qua hiện tại hoàn thành, nhưng có sự biến đổi về cái sự phủ định chuyển thành khẳng định. Từ đó đến giờ không làm thì là lần đầu tiên làm. Từ đó đến giờ không làm cái là phủ định, thì lần đầu tiên làm là khẳng định. Và ngược lại, lần đầu tiên làm khẳng định thì ngược lại là từ đó đến giờ không làm là phủ định. Chia đúng thì luôn, cái là thì hiện tại hoàn thành vẫn giữ hiện tại hoàn thành, nhưng đảo từ khẳng định là lần đầu tiên làm qua phủ định là chưa bao giờ làm, là phủ định đó. Nhớ như vậy. Đối với câu 5 thì chúng ta thấy đó, nó nói về một mốc thời gian, tức là started to rain 2 p.m. tức là gì? Nó nằm ở đâu? Nằm ở quá khứ. Cho mình cái thời điểm thì giờ mình chuyển là từ từ lúc đó đến giờ là hiện tại hoàn thành. Một thằng nó nhấn mạnh về when, thì một cái nó nhấn mạnh về là how long, kể từ lúc 2 giờ, còn kia là mưa lúc 2 giờ nha. Đấy. Thì câu 7 cũng tương tự. Đó. Thấy không? Đó, nó nhưng câu 7 nó ngược lại với câu 5. Tại sao? À, nó cho mình là gì? How long trong 2 giờ, thì bắt đầu viết là 2 giờ trước đây.
Đó, cứ nhớ như vậy. Hỏi về how long thì đó, các anh chị thấy câu 8 đó, how long, hay là câu 6 cũng vậy. Câu 6, when là quá khứ đơn, mà how long là hiện tại hoàn thành. Nhớ như vậy để chúng ta rút ra một cái quy luật để chúng ta làm bài. Đối với thì tương lai thì chúng ta đã làm rồi. Thôi cái tương lai thì không dễ, dễ thôi. Rồi chúng ta thấy quyết định nào tức thời thì cứ là will, quyết định có từ trước hay là dự định thì ta dùng là be going to. Giờ chúng ta đến cái thằng quá khứ hoàn thành thì nhớ á, đối với có hoàn thành là gì, ta cần cái gì, à ta cần cái sự chênh lệch về thời gian thì ta coi coi à, cái thằng này nó dính vô cái gì, à cái thằng nào xảy ra trước, thằng nào xảy ra sau, mà cứ thằng nào xảy ra trước là quá khứ hoàn thành, thằng xảy ra sau là quá khứ đơn, cứ vậy mà chúng ta áp dụng vô chúng ta làm. Nào, thì ví dụ như đây là I put on 10 kilo đó, and then là sau đó, đó. Thì ta thấy rồi, cái put on 10 kilo là xảy ra trước, and then decide là đó, nó có hai vậy là xảy ra sau, ta chia theo cho đúng. Thì ta nhớ nè, đối với những chữ như là by the time hoặc là before thì ta sẽ cộng với gì, sau cái by the time hay là sau before thì ta dùng với thằng xảy ra sau, tức là ta dùng cái thằng quá khứ đơn, được chưa? Và sau cái thằng as soon as hoặc là after hoặc là until thì ta sẽ dùng với thằng xảy ra trước, chính là quá khứ hoàn thành. Đó là như vậy. Tôi sẽ sửa lại cho các anh chị chút xíu, tôi sẽ chia thì lại cho các anh chị thấy để cho trong đây nó có. Các anh chị coi lại cho tôi cái bài hai La Mã chút xíu thôi. Cũng trong thì quá khứ. Tôi sẽ làm mẫu vài câu để cho các anh chị thấy là ta gắn nhau như thế nào nha. Thí dụ nè, đó ví dụ ta thấy luôn cái câu một nó chia thì nè, là by the time the class rồi over the rain stop, thì nếu mà ta nhìn nhận được mà ta không cần phải dịch cái gì hết á thì làm rất là dễ. Ta sẽ làm rất dễ. Có là gì? Ta cứ thấy by the time thì đi với nó là gì? Quá khứ đơn thì ta có là the class was over, và thì bên kia chắc chắn phải là quá khứ hoàn thành, là the rain had stopped. Đó, tôi có cái đáp án cho các anh chị luôn đó. Rồi, đúng chưa? Giờ ta có câu thứ hai nè. I was late. Rồi the teacher, cái là quiz, when. Đó. Thì ta thấy rồi. The teachers. Thấy không? Cho bài tập rồi thì mình mới đến. Vì thế mình mới late. Hành động nào xảy ra trước? Thầy giáo. Vì đó là the teacher. Had given. Và when I thì I got. Rồi. Bây giờ đến câu 3 nè. Mình nhìn đi. Là I feel gì đó a little better after I take, thì ta thấy chữ after rồi, thì sau after mặc định các thầy cô các anh chị bỏ vô tôi là gì, have taken là xong, đúng không? Tại vì sau after ta dùng với quá khứ hoàn thành thì thằng kia ngược lại là quá khứ đơn, chính là I fail. Cái vậy thôi mà mình làm. Và ví dụ như câu 4 là câu trật tự của câu nói, cái là gì, ảnh làm cho mình rồi thì mình mới cảm ơn ảnh, cái gì ảnh chưa làm thì cảm ơn cái gì, đúng không? Thì đấy ta có là gì, đó I thank him thì là gì, for nè, what thì là he had done, thì cái việc là gì, anh ấy làm rồi là quá khứ hoàn thành, còn mình cảm ơn là cảm ơn sao, vậy đó là thank là đi đi đó. Hoặc là thí dụ như ở đây là câu về mệnh đề chỉ thời gian trong quá khứ này, chút nữa ta sẽ làm bài nè. Were some at a party when you arrive, đúng không? Thì ở đây là gì, thường thường rằng quá khứ là quá khứ luôn thì đằng này sẽ là quá khứ luôn, tại vì khi bạn đã đến rồi thì nó có đâu, thấy không? Khi bạn đến thì nó có không, thì nó phải đồng dạng thành chữ arrive này
nó sẽ là quá khứ đơn. Nhưng mà no, cái việc đó, đó không, lúc đó lúc tôi tới ảnh về rồi, ảnh về trước rồi thì là he had gone home. Đó, mình nói lại lần nữa cho người thấy. Chúng ta mặc định lại cái nào xảy ra trước là quá khứ hoàn thành, cái nào xảy ra sau quá khứ đơn. Cứ thấy by the time hoặc là before thì đi với quá khứ đơn. Cứ thấy as soon as hoặc là after thì đi với quá khứ hoàn thành. Ta rút ra cái kinh nghiệm như vậy ta làm bài rất là nhanh. Ok ha. Giờ chúng ta đi qua phần khác. Rồi về phần used to, nhớ rồi. Thì ta nhớ đó. Cứ giữa chủ từ nha. Bây giờ đầu tiên nè, ta có chủ từ đi liền với used to. Nhớ nha, chủ từ mà đi liền với used to thì đi với động từ nguyên mẫu để chỉ cái thói quen trong quá khứ. Được chưa? Còn cái thằng mà giữa chủ từ với used to nó có động từ to be. Nhớ nha, phải là động từ to be nha, hoặc là động từ get. Chứ không có chữ đông, không có didn't, không có doesn't như ở đây hết á. Nó chỉ có động từ to be. Nó có chữ get nha. Nếu giữa chủ từ và used to mà có động từ to be là chữ get thì nhắm mắt ta đưa vào là verb in để chỉ cái gì? Để chỉ cái hành động ở hiện tại là quen với cái chuyện gì, đã thân thuộc với cái chuyện gì. Đó, đáp án chúng ta có rồi nha. Đó, mỗi lần giảng phải giảng như vậy, ta mới nắm bắt được bài mà làm cho thật kỹ. Giờ chúng ta sẽ qua một bài tập khác. Đây là bài practice test 1. Dạ, chúng ta sẽ làm luôn. Mọi người nhìn vào, mình sẽ sửa luôn cho mọi người. Chúng ta sẽ sửa từ câu số 6 cho đến câu 15. Người phải có thể note lại nha. Rồi. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái từ ở trên nè mọi người. Đó. Những cái từ ở trên để chúng ta gắn vào cái từ bên dưới. Cứ là gì, khi đi thi người ta cho mình như vậy thôi. Cho mình ví dụ câu 6 nó cho mình là he rồi breakfast at 7 o'clock thì bên dưới nó cho A là it hay là B là has, C là cook hay là cái gì đó. Đúng không? Thì chúng ta chia đúng cái động từ vô là động từ has để chỉ hiện tại hoàn thành. Tại vì giờ mình nói luôn nha. Chúng ta thấy rồi, bây giờ câu 6 nè mọi người. Thì đây, chữ has nè mọi người là cái cột đầu tiên đó, mình để số 6 có là gì? Là chọn lựa cho câu số 6 nha. Rồi chữ has thấy rồi chưa? Rồi tại sao là chữ has? Để mình giải thích rất kỹ. Tại sao? Cái cụm từ đi với ăn mà ăn những cái buổi trong ngày như ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều thì đi với động từ là have. Have breakfast, have lunch, have dinner. Và ở đây ta chỉ cái sự lặp đi lặp lại sáng nào ăn sáng cũng 7 giờ. Thành ra ta chia ở hiện tại đơn. Thành ra câu này ta sẽ chọn được là câu has nha, 6 chọn là has được chưa? Giờ đến số 7. Thì lúc này đây số 7 là cái từ đầu tiên thấy chưa của cái cột thứ năm, chữ here. Tại sao như vậy mọi người nhìn? She weeps whenever she shuts a story. Thì trong tiếng Anh á, ở đây nó có cái when nè, là cái mệnh đề chỉ về thời gian. Thì mình chỉ mọi người cái mẹo rất là dễ. Thường thường nó phải hòa hợp. Cái thằng mà không, ta nhìn cái mệnh đề chính đây, ta thấy hiện tại thì chắc chắn cái thằng kia cũng sẽ là hiện tại. Thường thường nó sẽ đồng cái thì với nhau. Thằng này quá khứ thì bên kia cũng là quá khứ. Nhưng đôi khi có thể là quá khứ đơn, bên đây quá khứ tiếp diễn, hoặc bên đây là quá khứ đơn, bên kia quá khứ hoàn thành để chỉ cái sự về thời gian. Thì thằng hiện tại cũng vậy. Đấy không? Đôi khi bên đây là hiện tại thì bên đây hiện tại luôn. Hoặc là bên đây là hiện tại tiếp diễn thì bên kia là hiện tại tiếp diễn luôn. Hoặc là bên đây là hiện tại đơn, bên đây hiện tại hoàn thành. Đó, nó có từng cái. Nhưng ở đây cũng nó cũng chỉ cái sự thật. Cái việc là cứ nghe cái gì đó là khóc. Vậy thôi. Thì câu 7 này ta cũng chia ở hiện tại đơn luôn. Được chưa ạ? Thành ra câu 7 này ta chọn là chữ here có s. Được chưa? Rồi. Thì đến câu 8 thì ta có chữ it thôi. Rồi a year ago. Thì ta có chữ ago rồi thì nhắm mắt ta sẽ chọn được là thì quá khứ đơn. Cứ nhớ như vậy, cứ thấy ago là quá khứ đơn. Mà quá khứ đơn ở đây, giờ ta coi coi.
Đó, ta coi coi chữ nào có quá khứ đơn. Ta có play nè, quá khứ đơn là answer, quá khứ đơn nè, đúng không à? Rồi happen, quá khứ đơn. Mà ở đây ta đưa chữ answer vô chả có nghĩa gì hết. Play cũng vậy, chỉ có happen thôi, là cái việc đó nó xảy ra một năm trước, thì là happen a year ago. Được ha, là câu 8. Câu 9 là ai, rồi an old friend this evening. So, à, ta phải đọc cái câu sau đó. Là I was unable to join you for a game of tennis. À, có nghĩa là gì? À, ta đọc cái câu sau ta hiểu là gì? Be able to nè, unable cái là không thể rồi, cái là cannot rồi. À, cái là không chơi game được các bạn, tại vì tôi đã có hẹn rồi, tôi có cái lịch trình rồi, à, có dự định rồi. Mà có dự định rồi thì ta dùng thì gì? À, thì ta dùng thì, ta sắp xếp tương lai rồi. Đúng chưa? Thì câu 9 chính là, à, câu 8 thấy rồi ha, chữ happen, chữ thứ hai của cái dòng, cái cột thứ năm. Còn câu chính là ta dùng là I am meeting, là thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một cái sự sắp xếp trong tương lai. Thì đấy, ta chọn câu chính là I am meeting. Chữ sứ cụm chữ thứ tư của dập của cái cột thứ ba nha. Ok, giờ đến câu 10. Giờ ta có nè, ta có animal like the boy. Thì ở đây mọi người đừng có sợ, ở đây đúng ra nó phải sửa chút xíu nó mới hay. Tại vì là ở đây nè, mà animal là số gì? Số nhiều, mà like the boy cũng số nhiều. Cho bây giờ ta đưa động từ vô, gắn vô số nhiều thì cái nào cũng đúng hết. Thấy không? Nhưng đúng ra là mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách nè. Animal là cái chủ từ. Còn like the boy chỉ là bổ nghĩa cho chữ animal thôi. À, cái là cái like the boy này chính là cái bổ nghĩa cho chữ animal. Vì cái từ chính chính là chữ animal, mà animal là số nhiều. Thật ra ta phải kiếm cái động từ nào số nhiều và đi về được với verb in. Được chưa? Thì đi được với verb in thì ở đây ta có được là love. Và một cái nữa là chữ love. Chữ love là chữ thứ hai của cột thứ hai, hoặc là chữ thứ tư của cột số. Được không à? Đấy. Năm. Thì lúc này ta chọn love ở cột số 2. Tại sao? Tại vì animal là số nhiều, thì chữ love ta phải chia ở số nhiều. Vậy thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng đôi khi trong bài á, đôi khi giáo viên nè, mọi người nhìn kỹ bên làm nè, họ ra đó, thì như cái câu này nè, thì họ không có làm là like the boy đâu. Nên, ví dụ à, họ sẽ bỏ chứ gì, họ sẽ bỏ chữ the boy như vậy nè. Đấy. Đấy. Vì đấy mọi người lưu ý, cho dù cái chữ the boy có số ít hay số nhiều, kệ nó, mình vẫn chọn là chữ love là số nhiều. Nhưng mà ở đây, tại vì ở đây không thể sửa được là animal mà bỏ s đi là sai. Tại animal không thể đứng một mình được. Nó là danh từ đếm được, thành ra nó không đứng một mình được. Đó, nó chỉ có bỏ như vậy thôi để nó lừa mình thôi. Thành ra mình vẫn nhớ được là gì? Cái động từ, nếu mà ra thi mà câu 10, thì cái động từ nó sẽ tùy thuộc vào chữ gì? Chữ animal, chứ không phải tùy thuộc vào chữ the boy. Được chưa ạ? À? Đây, giờ ta mặc định ta sửa như vậy luôn nha mọi người. Ha. Đó, mọi người có thể note lại để nhớ. Rồi, câu 11. Cái là why did you change your major from economic to law? Thì là because cái gì đó economic, cái gì đó mà as interesting as. Được không? Vì thế ở đây dễ quá rồi. Đưa cái gì vô? Ở đây nè, ta có được là so sánh bằng rồi nè. As rồi nè, interesting to me as rồi nè. Thì bây giờ chỉ có cái gì thôi? Chắc chắn là ta đưa động từ vô thôi. Mà economic nhớ kỹ nè, đây là tên môn học. Mặc dù nó có s đó nhưng ta phải chia nó ở số ít. Mà số ít rồi thì ở đây ta sẽ chọn được câu số 11 chính là chữ isn't. Được chưa ạ? À?
Thì đây là so sánh bằng, thì phủ định của so sánh bằng, tức là ví dụ như ta nói là economic is as interesting as law, đúng không ạ? À? Thì bây giờ nó không bằng chính là isn't. Vậy thôi. Đó là câu 11 nha mọi người nha. Đây, 11 là từ thứ hai của cột thứ tư. Rồi, câu 12 nào. Rồi, đây. The servant, đây một dạng để ta làm bài nè. Knocked the vase over. Why? Đây, ta thấy được cái này là gì? Thì hiện, sorry, thì quá khứ đơn nè. Mà nó hay nó đi với chữ why và when lắm. Thì để gì? Thì ở đây, một là ta dùng quá khứ tiếp diễn. Hai là quá khứ hoàn thành. Mà ở đây cái chữ why thì bắt buộc hầu như ta dùng quá khứ hoàn thành rồi. Đang làm chuyện đó thì làm vợ. Đúng không? Cái này là quá khứ đơn thì thằng này là sẽ là quá khứ tiếp diễn nè, lưu ý cho mình chữ why nha, hay đi với cái từ tiếp diễn lắm. Hiện tại tiếp diễn cũng được, quá khứ tiếp diễn cũng được, nhưng ở đây đó là quá khứ rồi thì đây là quá khứ tiếp diễn. Thì ở đây ta sẽ chọn được là câu 12 là cái cụm từ số 3 của cột thứ năm là dusting, tức là đang lau bàn thì làm vỡ cái lọ hoa. Rồi. Câu 13. Tức là see cái gì đó as soon as it rain. Thấy chưa? Ở đây nè, để chút nữa mình nói luôn, như thầy có nãy mình có giảng đó. Thì như mình nói là sau as soon as là gì? Ta dùng quá khứ tiếp, sorry, quá khứ hoàn thành đúng không? Nhưng theo ngữ pháp mới bây giờ, tại vì nó có cái sự rõ ràng rồi. Thành ra đôi khi ta dùng quá khứ đơn cho quá khứ hoàn thành luôn. Nhưng nếu có sự đặt rồi thì mình phải làm. Còn nếu nó thay được, nó thay, không vấn đề gì cả. Thành ra ở đây ta có nè. Thành ra ta biết rồi. Đúng ra cái thằng as soon as này nó sẽ là quá khứ hoàn thành đúng không? Rồi but there were no one cũng là quá khứ đơn luôn nè. Thì chắc chắn thằng này phải là quá khứ đơn rồi. Không thể nào thằng hai thằng quá khứ hoàn thành đi với nhau được hết. Thành ra câu 13 chính là từ đầu tiên của cột thứ ba, answer, mình để số 13 đây cho mọi người ha. Rồi. Câu 14. Rồi, see cái gì đó mà every day for the love of it. She also teaches dancing. Ta thấy also teaches dancing. Rồi every day nữa nè. Thì ta có thể mặc nhận được ở đây là thói quen rồi. Việc xảy ra lặp đi lặp lại rồi. Thành ra ta sử dụng thì hiện tại đơn. Giờ ta làm gì? Nha, cho câu 14 nào. Đúng không? Vì thế là đây. She dances. Được chưa ạ? À? Câu 14. Every day mà. Thành ra ta chọn được câu 14 là hiện tại đơn. Được chưa ạ? À? Đúng không? Từ đầu tiên của cột thứ tư. Và câu 15. All the sugar và đó in the fridge. Thì ta thấy nè, ta trong tiếng Anh á, ta có những cái danh từ đầu tiên là danh từ số ít. Thì danh từ số ít nó không đứng một mình được, nó mới đi với and, the, his, her gì đó. Nha. Mà khi danh từ số ít thì nó sẽ đi với động từ số ít. Còn danh từ số nhiều thì đi sẽ với động từ số nhiều. Nhớ chưa? Và nếu là danh từ không đếm được như ở đây là sugar là đường mà không ai nói một đường đó, đúng không ạ? Thì nó là danh từ không đếm được. Mà không đếm được thì ta đi với động từ số ít nha mọi người. Được chưa ạ? À? Vậy thì số 15. Ta sẽ chọn gì ạ? À? Đây là cái từ cuối cùng của cột đầu tiên là all the sugar is xong. Được ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần bài tập kế tiếp nha mọi người. Rồi, ta nhớ 6 đến 15.
những cái phần bài đọc thì chúng tôi sẽ sửa cho mọi người sau. Tôi sẽ sửa cho mọi người những cái phần ngữ pháp trước. Bài đọc tôi sẽ chỉ cái cách đọc để mọi người nắm kỹ đã, chúng ta mới làm. Ok, ta sẽ đi đến cái practice test 2 nha mọi người. Rồi. Một La Mã. Mọi người dở đi trang 12 đấy ạ. Được chưa ạ? Mọi người có theo kịp không? Dạ được ạ. Dạ được ạ. Ok. Rồi. Bây giờ ta đi vào. Thì cái phần này cũng vậy. Mọi người nghe kỹ. Nó cũng biến đổi đó. Cũng bài tập trở lại. Nó cũng biến đổi cho mình gì? Từ đâu biết không à? Từ quá khứ đơn qua hiện tại hoàn thành. Hoặc ngược lại từ hiện tại hoàn thành qua quá khứ đơn. Rồi, bây giờ mọi người nhìn cho mình nha. Mình sẽ giải thích thật kỹ. Kid started driving a car 5 years ago. Chỉ cái mốc thời gian 5 năm trước đây, 5 years ago. Thì chắc chắn mình phải đổi ngược nó qua là 4, 5 years rồi. Được chưa? Thì bây giờ mình chỉ mình mọi người cái mẹo nè. Như quả mình nói đó. Thời điểm bắt đầu, started. Started cái gì? Driving. Thành ra ta có đưa cái động từ là start vô không? Không. Mà ta đưa cái động từ đi sau chữ start và đi sau chữ begin đó. Được chưa à? Giờ mọi người nhìn. Mình sẽ lấy cái chữ driving ra, đưa về động từ là drive. Rồi mình chuyển đi. 5 năm, nghe không? Để chỉ cái when thì ta chỉ là trong bao lâu, thì ra ta chuyển được là kid. Nè nó cho mình sẵn luôn rồi, kid has luôn rồi kìa. Đó khi ra thi nó cho mình chữ kid và chữ has thì mình thấy à kid và has rồi thì chắc chắn mới chia y tại hoàn thành rồi. Đấy. Nhưng mà đừng có đưa chữ start thì vô là sai liền. Lúc này là phải đưa cái động từ đi sau chữ start. À, sau chữ bắt đầu đó. Sau chữ start hay là begin đó, thì lấy cái động từ phía sau nha mọi người nha. Thật ra ta dùng là kid nè, started driving là quá khứ đơn, thật ra chuyển qua là kid nè, has driven, ở đây đọc là driven nha, chứ không là driven đâu nha, đọc là driven a car, rồi for 5 years. Rất dễ mọi người. Khi ta có cái khoảng thời gian mà quá khứ đơn thì chữ ago đứng sau. Cứ nhớ vậy cho mình. Cứ khoảng thời gian rồi cộng với ago. Nhưng hiện tại hoàn thành thì ngược lại là for phải đứng trước cái khoảng thời gian. Đó, cứ đảo ngược thôi. Cứ 5 years ago thì thế chữ ago bằng chữ for và đặt trước là xong ha. Đó là câu 1. Đây. Đó, câu 2 như mình đã nói với mọi người đó. Đây là đừng this is the first time nè, I have ever là nó nhấn mạnh thôi, mình đừng có lưu ý với nó. Đó, lần đầu tiên ăn thì từ đó đến giờ không ăn, cứ nhớ như vậy và đổi cho mình nha. Lần đầu tiên ăn thì từ đó đến giờ không, được chưa? Thì vẫn giữ nguyên là thì hiện tại hoàn thành, chỉ đảo cái gì? Đảo cái gì? Đảo cái phủ định. Nó đang phủ định thì đảo xuống thành khẳng định. Mà đang khẳng định thì đảo xuống phủ định. Vậy thôi. Thì ở đây ta nhìn nè. This is the first time I have ever eaten. Là khẳng định. Thì đảo xuống là gì? Phủ định. Thì là I have. Nó cho mình luôn rồi đó. Nó cho mình chữ I have rồi. Thì đưa vô nè. Phủ định vô đi. Never. Hay là I haven't cũng được. Nhưng làm cho nó hay nè. Thì là I have never eaten this kind of food. Và đi với chữ before vô. Đưa chữ before vô nữa mới hay. Đó. Được chưa? Nhớ nha. Lần đầu tiên làm. Được chưa? Lần đầu tiên làm. Thì từ đó đến giờ không làm. Đó là câu 2. Câu thứ 3. Cũng là một dạng như nãy mình nói. Lần cuối tôi chơi. Đó, lần cuối chơi cờ là năm 2000. Tức là từ năm 2000 đến giờ không có chơi. Thấy chưa? Lần cuối chơi. Chắc chắn là khẳng định nè. Là quá khứ đơn.
Thì từ đó đến giờ, từ năm 2000 đến giờ không, là hiện tại hoàn thành. Cứ vậy, thằng quá khứ đơn luôn luôn đi với khẳng định, và thằng hiện tại hoàn thành sẽ đi với phủ định, rút ra cái quy luật cho mình. Thấy không? Thì đây ta có nè, the last time I played chess, thấy không? Quá khứ đơn, was in 2000 hay là the year 2000. Vì đấy ta sẽ làm luôn là gì? Đó, nó cũng cho mình là gì? I have not luôn rồi kìa. Nó gài cho mình cái câu I have not luôn. Nhớ nha, ở cái phần biến đổi câu này nó sẽ cho mình những cái từ gợi ý, mình phải dựa vô đó mình làm. Rồi, vì thế nè, I have not nè, play nè, jazz. Rồi, bây giờ là thằng kia nó xác định là năm 2000 là in. Thì bây giờ mình kể từ đó, cái là since. Đó. Cái thằng kia ago thì đổi qua for. Đó, như vậy chúng ta làm. Được không ạ? À? Thành ra là I have not played chess since the year 2000. Rồi, câu 4 cũng tương tự như câu 3. Thấy chưa? Nhưng nó ngược lại. Tôi chưa, I have never met such a famous person before. Thấy chưa? Đúng không? Nó cho mình gì rồi? À, đó. Từ đó đến giờ chưa bao giờ, thì đây là lần đầu tiên. Thấy chưa? Mà từ đó đến giờ chưa bao giờ là phủ định, thì lần đầu tiên là khẳng định. Cứ nhớ vậy mà làm. Lần đầu tiên chắc chắn là khẳng định rồi. Từ đó đến giờ chưa là phủ định. Rồi, đổi đi, cũng giữ nguyên thì lại thôi. Chỉ thằng kia là phủ định thì mình đưa vô thành khẳng định, chính là it nè, nó cho mình luôn là it y rồi, thì mình đưa vô nè, it y the first time. Được chưa? Rồi tiếp đi là I đổi I have never, bỏ chữ never là xong. I have met such a famous person, viết lại bình thường. Nhưng lúc này không có chữ before nữa nha. Cái chữ it's the first time rồi, không nhấn vô before, nhớ nha. Đấy. Còn từ đó đến giờ không á thì mới có chữ before. Ta rút ra cái quy luật mà làm. Câu 5. Rồi, cũng tương tự. My friend's mother has been teaching English in the school for a long time. Thấy chưa? Rồi. Thì bây giờ ta thấy làm sao? Đó. Thời gian. Thấy không? Nè, has been teaching luôn kìa, hiện tại hoàn thành tiếp diễn luôn, kệ nó. For a long time. Thì trên này là gì? Đó. Chỉ gì? How long? Hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thì bên kia sẽ chuyển xuống thành gì? Quá khứ. Để chỉ cái gì? Cái mốc thời gian. Rồi. Đó. Mọi người thấy không? For a long time thì đổi xuống là a long time ago. Thấy chưa? Rồi, vậy thì giờ mình mới mượn nè. Đó. Lúc này mình không được chữ taught được, mà phải dùng là chữ start teaching. Thấy chưa? Vì thế là my friend's mother started teaching English in the school a long time ago. Nó giống như câu 1 đó, thấy không? Started driving thì đảo xuống là, thấy không? Là kid had driven. Đó, nó phải mượn. Ta giữ vô cái từ bên trong. Được chưa ạ? À? Đó là 5 câu cho cái phần bài này nha mọi người nha. Cũng đổi từ đó, thằng hiện tại hoàn thành với quá khứ đơn nó biến đổi cho nhau như vậy đó. Mọi người cố gắng coi nha. Take note lại. Rồi chúng ta đi tiếp nè, mọi người ơi. Hôm qua ta học về passive voice rồi. Bây giờ ta sẽ đi vào trang 14, ta sửa bài tập cho passive voice. Hôm nay mình sửa bài tập xong mình giải tiếp về ngữ pháp. À, sau đó thì mọi người sẽ tiếp tục sửa bài. Đó, học cái gì xong phải sửa ngay để chúng ta làm nó mới tốt được. Đây, về passive voice. Nha, ta đi vào từng câu một. Thì ở cái dạng bài tập này nè, các thầy cô, các anh chị lưu ý cho mình thật kỹ nha. Nghe kỹ mình giảng bài luôn. Cái dạng bài tập này nó cho mình là gì? Gạch 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 đó. Có nghĩa là gì? Cái dạng bài tập này nó sẽ rơi vào từ câu mấy biết không? Từ câu 76 đến câu 80 của cái đề thi của mình. Tại sao vậy? Nó nằm ở đâu? Cái phần chúng ta gì?
là những cái này nó cho mình cái từ, đúng chưa? Nó cho mình những cái từ ngữ, mình phải viết lại câu với những cái từ ngữ đó. Và những cái từ ngữ này nó đúng trật tự rồi. Nhớ kỹ nha, những từ ngữ này nó đúng trật tự rồi. Nghe kỹ nha, đúng trật tự rồi. Chúng ta chỉ việc làm gì thôi? Thêm từ vô, chúng ta chia thì vô cho đúng. Được chưa? Rồi. Thì chúng ta làm luôn từng câu. Và đây chúng ta biết nó về bài tập về passive voice rồi. Mà công thức passive voice là gì? Là be cộng với past participle. Nhớ nha. Rồi. Thành ra ta có được cái chữ nè. Ở đây ta có được là gì? Mọi người lưu ý cho mình cái chữ several time và this year. Bao nhiêu lần? Để chỉ cái gì đó bao nhiêu lần? Thì ta nói về cái kinh nghiệm, cái chuyện nhiều việc đã xảy ra nhiều lần. Có nghĩa là gì? Không phải lặp đi lặp lại nha. Đó, những cái chữ time gì đó. Tôi đã xem bộ phim nó 2 lần, ví dụ vậy. Không có xác định thời gian nhưng là đã làm rồi. Thì đấy ta biết được đó là gì? Là gì ạ? À? Là hiện tại hoàn thành. Được chưa? Hiện tại hoàn thành. Rồi. Thành ra, rồi bây giờ ta gắn nè. Vế ta chia thằng này ở hiện tại hoàn thành đi. Ta chia ở passive voice đi. Thì hiện tại hoàn thành công thức đó là gì? Là have hoặc là has cộng với past participle. Rồi, thì hôm qua mình dạy cho mọi người cái gì? Ở passive voice là gì ạ? À? Cái mẹo làm bài nè, câu chủ động ở thì nào, ta chia động từ to be ở thì đó. Vậy thì mình sẽ chia động từ to be ở thì gì? Hiện tại hoàn thành. Và mình đưa cái động từ chính về cái gì? Past participle là xong. Được chưa? Thành ra bây giờ mình đổi cho mọi người thấy nè. Là this radio đó has been repaired. Thấy chưa? Xong rồi đó. Ta nhìn vô ta biết liền. Đây là passive voice. Tại sao? Là be cộng với past participle kìa, là been repair rồi kìa, và được chia ở thì hiện tại hoàn thành là has been. Xong đó, động từ to be chia ở hiện tại hoàn thành. Rồi lúc này mình làm như sau, là this radio has been repair. Ở đây đưa chữ for vô cũng được, còn không for cũng không sao, không không có for cũng không sao. Has been repair several time this year cũng đúng, mà for several time cũng vẫn đúng luôn, không sai gì cả nha. Rồi vì thế thôi mình cho nó vô trong cái dấu ngoặc đi cho mọi người dễ nắm bắt được, mọi người có thể check note lại để mà nhớ. Rồi for hay không for không sao cả. Rồi đó là câu 1 nha. Bây giờ câu thứ hai cũng vẫn là passive voice. Ở đây ta có cái thằng gì? The letter must, đúng không? Rồi right English. Rồi bây giờ ta coi coi, trật tự nó y chang rồi. Thì giờ ta có nè. Chữ must là động từ đặc biệt. Mà động từ đặc biệt thì ta gọi là động từ khiếm khuyết đó, gọi là modal verb. Mà modal verb thì đi với động từ nguyên mẫu. Rồi thì ta chia động từ to be về nguyên mẫu đi. Là xong rồi đó. Chính là gì? Là the letter must be. Must be rồi là xong rồi đó. Past participle đâu? Đưa chữ write về past participle chính là written và in English để đưa vô. Rồi, bây giờ mình sẽ giảng tiếp cho câu thứ ba cho mọi người. Là the car still few weeks ago. Rồi, it not fine yet. Rồi ta thấy điều này. Vậy thì ta biết a few weeks ago mà đi với chữ still thì chắc chắn chữ still này ta phải chia ở thì quá khứ đơn. Được chưa? Nhưng câu cuối ta có chữ fine đi với chữ yet. Mà có chữ yet rồi thì ta đi với thằng hiện tại hoàn thành. Đấy, trong những cái sự nhận biết, trong những cái thì đó, ta có thể đọc lại. Rồi, vậy thì cái phần 1 ta chia passive voice ở quá khứ đơn, thằng 2 ta chia passive voice ở hiện tại hoàn thành. Giờ từ từ làm nha. Rồi there car. Được rồi, quá khứ đơn động từ to be đi. Mà there car là số ít thì ta đưa động từ to be vô là was. Được chưa? Động từ chính đưa về past participle để tạo thành passive voice chính là stolen. Được chưa? Thế là there car was stolen
few weeks ago. Có thể phải như thế. Được không? Rồi. But, lúc này ta phải đưa chữ but vô để chỉ cái ý đối lập. Nha. Rồi, but. Rồi. It. Lúc này nó có chữ it cho mình rồi, it nè. Not fine, cái là ta chia ở thì phủ, ta chia ở phủ định. Được chưa à? Rồi, phủ định rồi, mà nãy mình nói rồi, chữ z nè, ta đi với thì hiện tại hoàn thành. Chia ở hiện tại hoàn thành đi. Hiện tại hoàn thành là gì? Là has hoặc là have cộng với past participle. Chia động từ to be ở hiện tại hoàn thành chính là gì? Là has, mà nó có chữ not rồi, là has not been. Rồi, đưa thằng này về, thằng động từ chính về quá khứ phân từ đi, chính là chữ found. Và cuối cùng đưa chữ z vô thôi là xong. Để câu đúng ta là their car was stolen a few weeks ago, but it had not been found yet. Được chưa ạ? Đấy. Nhớ nha, mọi người nhớ cho mình là công thức của passive voice là gì? Công thức của passive voice là gì? Nghe kỹ. Là be cộng với past participle. Nhớ nha, be cộng với past participle. Ta coi coi. Cái thì đó thì gì? Ta chia động từ to be ở thì đó cho mình rồi đưa động từ chính về past participle là xong. Passive voice. Rồi, chị tính. Thầy ơi, cho em hỏi câu 3 thầy. Rồi. Cái chỗ mà thầy nói sau chữ ago có dấu phẩy á, thì là Ừ. nếu mà mình đặt dấu phẩy thì mình có để chữ bút bút không thầy? Có chứ, không có dấu phẩy là sai liền. Không phải, không có dấu phẩy không sao, nhưng không có chữ but là không có đúng. Ở đây mình phải đưa chữ but vô để chỉ cái ý đối lập, thì mình đọc cái ý mình phải hiểu là bị mất, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được, phải đưa chữ but vô chứ không, nếu mà không có chữ but thì mình sẽ bị trừ điểm, hiểu Dạ, chưa? em cảm Ok, ơn thầy. good, rất là good, câu hỏi rất là tốt. Đưa dấu phẩy vô mà không có chữ but thì cái câu này vẫn chấp nhận nhưng điểm sẽ không được hoàn chỉnh. Ví dụ bài này, cái câu này được 2 điểm thì sẽ còn được là 1,75. Thành cái ý đúng ra là bình trừ là 1,75 nhưng đúng ra giáo viên sẽ trừ là 1,5, trừ 0,5, lỗi này lỗi nặng. Đấy, tại vì khi ta phải như vậy, đưa chữ but vô để chỉ cái câu này nó có ý đối lập, tách hai câu ra với nhau. Mọi người hiểu không à? Chứ nếu mà chúng ta không có chữ but thì hai cái câu này nó không có cái sự liên hệ gì hết. Cái này cô các anh chị hiểu không à? Hai cái mệnh đề này nó không có sự liên hệ thì không được. Phải có chữ but vô để nó mang tính đối lập. Được ha? Very good. Thành ra phải đưa chữ but nha, phẩy một cái rồi but để ý đối lập. Rồi, câu 4 nè. Ta có lot rồi new book sale rồi dad book shop rồi recently. Rồi, ta lưu ý cái chữ recently. Recently, khi ta thấy cái câu nào trong bài nó có chữ recently là lately, ai đang mở micro chúng ta tắt đi à. Rồi, thì ta sẽ chia, ta thấy chữ recently hoặc là lately, ta sẽ chia ở thì hiện tại hoàn thành. Mà lúc này mọi người lưu ý cho mình nè. Lúc này ta có dấu chấm hỏi nha mọi người. Thấy dấu chấm hỏi nha. À vậy thì ta phải đưa cái gì lên? Ta phải đưa cái trợ động từ lên. Rồi bây giờ ta thấy chữ lost rồi new book. Thì cái gì lost đi với new book được? Phải là a lost of new book. Để nó kết hợp được với nhau. Thành ra lúc này mà new book là số nhiều. Ta biết là ta chia ở thì hiện tại hoàn thành rồi. Đúng chưa? Mà số nhiều. Alo, xin xin mọi người lúc mà cần á, thì mọi người mở micro lên nói chuyện với mình, còn mình đang giảng thì mọi người tắt giùm cái cho nó đỡ bị cái sao nhãng nha. Rồi. Thì bây giờ nè. Dạ em xin lỗi. Anh Linh ơi, Dạ. em tắt mic đi anh Linh. Dạ rồi thầy. Dạ rồi, ok không sao. Rồi, khi nào cần mọi người mở lên. Còn để mình đang giảng thì tại vì mình cứ bụp 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 vô nó rất là dễ bị distracted. Rồi, bây giờ mình kỹ nha. Thấy rồi, chữ recently rồi thì mình biết chia ở thì gì? Hiện tại hoàn thành. Rồi, hiện tại hoàn thành. Vậy thì ta biết rồi đó.
trong câu mình chắc chắn phải có chữ have been hoặc là has been. Thì mình đã nói rồi mà, chia động từ to be ở thì đó và đưa động từ về dạng quá khứ phân từ là xong. Cứ nhớ cái quy luật như vậy mà làm. Thành ra bây giờ ta coi coi, chữ new book là số nhiều, mà lost đi với new book chính là a lot of new book. Đúng chưa? Đúng chưa? Để mình gắn vô. Rồi, thì giờ mình vậy thì mình new book là số nhiều thì ta mượn là have đi với been rồi. Thành ra ta có luôn nè. Là have, được chưa? Đưa lên đầu câu tại vì nó là câu hỏi. Rồi. A lot of new books. Đó, thấy chưa? Have a lot of new books. Rồi gắn vô đi. Been. Rồi have been xong rồi đó. Là có được động từ to be kia hiện tại hoàn thành rồi. Đưa động từ chính về quá khứ phân từ đi, sao đưa về là sold. Rồi. Ở đây là that book. That book shop thì là in that book shop. Và ta đưa chữ recently vô thôi là xong. Phải đưa cái chữ in vô nữa để chỉ cái nơi chốn. Ở đây các thầy cô, các anh chị có thể thay vì dùng chữ in thì các anh chị có thể dùng một chữ nữa, chính là chữ from. Vẫn không có sai. In cũng được mà from cũng được. Tùy chúng ta. Miễn làm sao chúng ta làm đúng thôi. Miễn có gắn một từ vô, chứ đừng có chỉ là have a lot of new book rồi been sold that bookshop là không được. Phải là in that bookshop. Chút nữa ta sẽ đi về cái trật tự về lại, đúng không? Cụm từ nào chỉ nơi chốn. Mà nơi chốn thì nó phải có giới từ đứng trước nó. Rồi. Cuối cùng là câu 5. Ta có câu 5 nha mọi người nha. Thì ta có own, rồi dumb, catch, rồi police, rồi buy tonight. Buy ở đây không phải là chỉ là passive voice là gì đâu. Buy ở đây chính là before đó. Nó giống như chữ buy the time đó. Chính là before. Thì ở đây nếu mà ta nghĩ rằng nó sẽ là tương lai, là trước tối hôm nay, thì ta có thể cho nó là tương lai. Mà tương lai mà trước thời gian tương lai thì ta có thể dùng là tương lai hoàn thành. Không? Còn không thì mọi người có thể cứ chia nhẹ cho mình ở tương lai đơn được rồi. Ở đây mình chia tương lai đơn thì là ôn đâm thì không đi được rồi. Ôn phải đi với ọp. Đó, ô lập đâm mới được. Chữ đâm không đứng một mình. Vậy đó là ô lập đâm. Nhớ ha. Đấy. Rồi nè, mình chia tương lai nè. Thì chia tương lai mà tương lai đơn thì động từ to be ở tương lai đơn là gì? Will be. Sao? Cứ nhớ như vậy mà làm cho mình. Câu chủ động ở thì nào chia động từ to be ở thì đó. Vậy đó là ô lập đâm nè. Will be nè. Rồi. Will be là xong rồi. Ta đưa động từ về past participle đi, chính là come. Rồi, cái tác nhân là ai đây? By the police và by tonight. Đó. Thì các thầy cô, các anh chị có nói, ủa thầy ơi, hôm qua thầy có giảng rồi là cái thì tương lai hoàn thành. Được không? Được. Ở đây mọi người có thể dùng là will have been caught by the police cũng được. Ở đây đó, mình làm cho mọi người luôn nè. Will have been đó. Ở đây ha, mình sẽ underline cho mọi người thấy. Dùng will be cũng được, will have been cũng được, tương lai đơn cũng được, tương lai hoàn thành cũng được. Đó, tùy mọi người chia làm sao cho nó đúng thôi. Được chưa ạ? Nhớ lại nha. Passive voice nè, công thức là gì? Be cộng với past participle. Cách đổi rất dễ nếu mà bài tập dạng này. Thấy coi coi, ta sẽ xác định ta chia ở thì nào. Thì ta chia cái động từ to be vô thì đó luôn. Sau đó ta lấy cái động từ chính á, đưa về past quá khứ phân từ đặt ngay sau động từ to be ta đã chia là xong. Đúng không? Dù ta đọc nè, câu 1 nè, hiện tại hoàn thành thì là has been.
đưa cái thằng repair về quá khứ động từ là ed vào là xong, ta đổi nha. Rồi năm câu rồi ha, tao qua hai La Mã đó, không có nói gì hết nha, tôi chỉ làm vậy thôi, tôi chỉ sửa bài thôi đó. Rồi giờ ta nhìn thì ở đây chính là bài tập về biến đổi câu nè, mọi người nhìn cho kỹ cho mình nha. Rồi thì ở đây nó cho mình câu phía trên, bên dưới nó đưa cho mình chữ gì nè, we use this room only on special occasion. Nó cho mình câu trên rồi, bên dưới nó cho mình là chữ this room. À vậy thì ta hiểu rồi, là ta đảo đúng không, ta đảo cái túc từ lên, mà ta đưa cái túc từ lên ta biết là passive voice rồi. Giờ ta nhìn từng cái nha, người cứ từ từ mà làm cho mình nè. Nhìn câu đi, thấy động từ use chưa, thì động từ use này nó là gì? Hiện tại đơn, we use mà, hiện tại đơn. Thì ta chia động từ to be ở hiện tại đơn đi, được chưa? Rồi mà hiện mà cái động từ to be này nó phải tùy thuộc vào chữ gì? Chữ room. Coi chữ room nó số ít hay là số nhiều, đúng không? À mọi người nghe kỹ cho mình nha, mình giải thích rất kỹ nè. Ở đây ta thấy cái câu chủ động là hiện tại đơn, thì động từ to be sẽ dùng ở hiện tại đơn. Mà hiện tại đơn to be là am, is, are, đúng chưa? Mà cái chủ từ này là ai? Là this room. Thì this room ta chọn được là gì? Là is. Được chưa? Xong, giải quyết được một cái. Rồi, vậy thì công thức passive voice còn thiếu, đúng chưa? Đúng không? Công thức passive voice còn thiếu, be phải cộng với past participle. Vậy thì ta đưa động từ chính về past participle đi, chữ you đó ta thêm chữ d vào nữa là xong. Rồi, xong rồi đó. Làm luôn đi. Chính là gì à? This room is you. Rồi viết lại cái kia thôi. Nha. Là only on special occasion. Đúng là ở đây ta có thể dùng là by us cũng được. Đúng không ạ? Nhưng rồi. Đó, ở đây các anh chị nếu dùng muốn giữ đây, mình có thể viết cho mọi người luôn. Là by us. Nhưng đúng ra thường thường by us cũng ít ai người ta dùng, người ta để trong dấu ngoặc. Đấy. Chữ bias. Bias này ta đặt ở đây cũng được. Còn không là có thể dùng là this you, this room là is you là bias only on special occasion cũng được luôn. Ừ. Đặt ở đây cũng được, đặt ngay sau chữ you cũng được. Rồi, nghe kỹ được rồi ha. Người nghe lại nha. Nhìn lại cái câu hiện tại đơn nè. Thấy không? Chia động từ to be ở hiện tại đơn đi. Mà hiện tại đơn mà cái động từ to be này nó phải tùy thuộc vào cái chủ từ mới, mà chủ từ mới là số ít, chính là is, đúng chưa? Rồi đưa động từ về past participle cho mình đi là you được. Rồi bên kia viết lại thôi là xong. Rồi vậy thì câu 2 ta làm rất dễ nè, mọi người nhìn kỹ. They are falling down the old theater. Rồi nó cho mình cái chữ gì không? The old này, nó cho mình chữ the old này, thì ta biết là ta sẽ kéo luôn cái chữ theater lên, đúng chưa? Rồi ta có the old theater đưa lên rồi, đưa cái chủ từ lên rồi. Rồi ta nhìn đi thì gì vậy? Hiện tại tiếp diễn, được chưa? Vì ta chia động từ to be ở hiện tại tiếp diễn đi. Hiện tại tiếp diễn của động từ to be chính là gì? Am, er cộng với being. Tại vì tiếp diễn mà phải có là, đúng không? Phải là be cộng với verb in thì là am, er là hiện tại. Verb đâu? Verb là be thêm in vô là being. Được chưa? Nghe kỹ nha. Rồi. Rồi, bây giờ chia nè. Hiện tại tiếp diễn rồi nè. Thấy chưa? Đó. Và cái on theater cũng là số ít thì ta chọn là is. Thì đó là is being. Là hiện tại tiếp diễn rồi đó mọi người. Thấy chưa? Đúng công thức chưa? Be nè là is. Verb in là being. Cứ đừng có nghĩ cái chữ be này là động từ chủ ý. Đừng nghĩ nó là một dạng verb thêm in vô là being là xong, được chưa? Động từ to be thêm in vô là being.
Mọi người hiểu này rồi chưa? Rồi, được chưa? Xong rồi nè. The computer is being rồi nè. Rồi, cái động từ falling down này, đúng không? Ta đưa về quá khứ phân từ đi. Chúng ta thêm ed vào. Vì đó là is being falled down. Xong. Ở đây ta không dùng by done nha mọi người. Tại vì by cộng với object mà cái object đó không được xác định thì ta bỏ cái là by them, by people, by someone, by somebody gì đó ta không có viết vào. Được ha, đó là câu 2. Ta nhìn kỹ cái thì. Được chưa ạ? À? Nhìn kỹ cái thì cho mình. Coi cái nó thì gì? Chia động từ to be ngay y chang thì đó là xong. Còn đưa cái động từ về past participle nữa. Rồi đó. Cứ nhớ hai bước. Chuyển cái thằng chủ từ xuống nha. Sau đó coi cái nó thì gì. Thì gì xong chia động từ to be ở thì đó là xong. Mà cái động từ to be nó tùy thuộc vào cái chủ từ mới, nó là số ít hay là số nhiều tùy thuộc. Được chưa? Rồi. Giờ đến câu thứ tư. Sorry, câu 3. Đây là people often bring their children along when they, đây là chính là people đó, go on holiday. Rồi thì lúc này mình đổi một tí để tạo thành cái câu nó mới hay. Tại cái câu này mình phải nằm hiểu là ba mẹ thường dẫn con cái theo khi mà họ đi đó, đúng không ạ? Thì đó mình phải đổi. Rồi bây giờ mình thảy lên nè, nó cho mình được chữ gì? The children đưa lên rồi. Thấy chưa? Vì ta biết là the children đưa lên rồi. Ở đây là their children, mà nó đưa lên là the children, kệ nó. Đưa lên rồi. Thì bây giờ ta nhìn. Often bring là hiện tại đơn. Chia động từ to be cho mình ở hiện tại đơn đi. Được chưa? Chia động từ to be ở hiện tại đơn, mà children là số nhiều. Thì động từ to be sẽ là a. Được chưa? Vì đó là the children are often. Tại vì often nó đứng ngay sau động từ to be mà. Rồi. Đưa động từ chính về dạng quá khứ phân từ đi để tạo thành passive voice. Đó là the children are often brought along. Đó, phải đưa vô luôn. By their parents. Đó. Đứa này là by their parents. Tại vì by people người ta không có nói được, phải là by their parents mới được. Rồi, viết lại cái câu kia thôi là when they go on holiday. Được chưa ạ? À? Đấy. Ta nhìn nhận từ từ nó sẽ ra thôi nha, và ta có thể underline, ta gạch dưới khi các anh chị nghe mình giảng bài, cái này cô có thể note lại. Rồi bây giờ đến câu 4 là has someone posted my parcel. Rồi cái câu này nó cho mình đưa chữ has lên luôn. À có nghĩa là gì? Cũng là câu hỏi thôi, đúng chưa? Rồi, vậy thì ta đưa chữ parcel lên đúng không? Đồng ý chưa? Đưa cái object lên là my parcel lên. Rồi bây giờ đúng ra đây tại câu hỏi rồi thì ta quăng luôn. Chúng ta giờ mình nói từ từ thôi nha. Giờ mình nói lại câu này, nếu nó không phải là câu hỏi thì nó phải là gì ạ? À? Người nghe kỹ lại câu 4 nha. Là someone has posted my parcel đúng không? Nếu là nó là câu nói bình thường á thì ta đưa vô bên trong, tức là someone. Tại vì has lên đầu câu tạo thành câu hỏi mà. Vậy đó là someone has posted my parcel. Để từ từ mình làm, từ từ cho người thấy. Được chưa ạ? À? Đồng ý ha? Đó là câu bình thường là someone has posted my parcel. Thì nhìn vô đó ta thấy được rồi là gì? Has posted my parcel là thì hiện tại hoàn thành. Vậy thì ta sẽ chia ở hiện tại hoàn thành. Động từ to be hiện tại hoàn thành là has been. Được chưa? Đúng chưa? Đồng ý chưa? Và đưa động từ về quá khứ phân từ nó cũng là posted luôn rồi. Rồi xong rồi đó. Chính là gì? Là my parcel has been posted. Đúng chưa? Và đúng là by someone đó. Nhưng mà tại vì by someone không ai nói hết. By somebody không ai đưa vô. Tại nó không có xác định người nào hết. Tao bỏ. Được chưa? Được chưa? Thấy như vậy rồi đó. Là mình đổi vô bên trong đã rồi mình mới đảo ra thành câu hỏi lại. Phải đúng không? Tức là my parcel has been posted, đúng chưa? Rồi bây giờ mình quăng chữ has ra đầu câu thôi. Vì đó là has my parcel been posted. Được chưa ạ? À? Xong ha.
Đó là câu 4. Bây giờ ta đến câu 5. Ta có được là gì? You should take this book back to the library right now. Rồi bây giờ mọi người nhìn đi. Nó cho mình chữ gì lên? Là this book lên. Vậy ta đưa cái object lên rồi. Ta nhìn cái động từ đi. À đây là should đi với động từ nguyên mẫu. Đúng chưa? Thì nhớ nè mọi người, khi ta có những cái model verb á, giống như nãy ta đổi ở câu đây, ở câu số 2 đấy à, thì những cái động từ model ta giữ nguyên lại. Được chưa? Ta giữ nguyên lại nha. Sau đó thì ta thấy nè, lại hết tất cả, chỉ cần đổi khúc nào là đổi thôi, những khúc còn lại làm bình thường. Vì thế là those books should be taken back to the library right now. Ok chưa mọi người ơi, thầy cô ơi? Xong ha, nắm bắt được rồi ha. Đối với thằng những cái động từ mà model verb ta giữ lại nha. Rồi mà model verb đi với động từ nguyên mẫu mà, thì là should take, thì là should be. Đó, cứ vậy mà làm. Thấy nó ở cái dạng nào, thấy nó ở thì nào, chia đúng động từ to be cho mình ở thì đó. Rồi, ta sẽ tới chút xíu nữa những cái điểm ngữ pháp nữa thôi. Ta còn một điểm ngữ pháp nữa của thằng so sánh với thằng câu điều kiện ha, và mình làm luôn. Bây giờ một cái này cô lật tiếp cho mình ở trang 15. Theo trang 15 nha. Đó, passive voice đã xong. Cái là chúng ta có thời gian thì mình sẽ đi lại từng cái lần nữa, mọi người nắm cho thật kỹ. Rồi. Mọi người cứ bình thường đi, mà đừng có bị bình chiếu lại cho nó giống cuốn sách thôi. Rồi. Tại vì trong cái file này của mình là practice. Đó, rồi. Đúng không? Mọi người có cái cụm từ là chúng ta có thằng cái là trong sách của mình á, sách của mình á, nó là test 4, như đây là test 3. Tại vì có cắt bớt rồi, chỉnh sửa lại theo nó đúng rồi. Được chưa à? Rồi. Phần này chúng ta sẽ làm ở cái phần là một la mã nha. Ta gắn từ vô. Rồi thì đi thi cũng vậy. Ta ví dụ nó có là look forward to cái gì đó. Rồi you soon. Ở dưới nó cho mình là see, to see, seeing hay là seen. Ví dụ vậy. Thì mình sẽ chọn vô được là seeing. Ha, đó. Nó sẽ làm ra ABCD nằm ở từ câu 1 đến câu 30 nha mọi người nha. Rồi mình làm luôn cho mọi người nè. Cái này cô thấy chữ look forward to thì nhắm mắt sau nó, đây là cái thành ngữ trong tiếng Anh, nó phải đi với verb in. Thành ra câu 1 ta chọn được là từ đầu tiên của cột thứ hai là seeing you soon. Được chưa à? Rồi, câu thứ hai là everyone thầy, of thầy ơi, em cái kiến. Dạ. Dạ cái câu 1 là ý thầy nó lại giúp dụng không có nghe rõ nghe rõ rồi. Rồi, cái câu 1 là look forward to, mà trong tiếng Anh look forward to nó là một cái thành ngữ và sau nó ta đi với verb in. Được chưa? Thành ra là look forward to, mặc dù ta thấy chữ to thì thường thường ta hay nghĩ đến là gì? To thì đi với động từ nguyên mẫu đúng không? Giống như used to, đó, như hôm qua mình cũng học rồi gì? Là be used to đi với verb in.
Không phải chữ tu nào nó cũng đi với động từ nguyên mẫu không đâu nha. Thì đây nhớ cái thành ngữ luôn, cứ thấy look forward to thì thuộc lòng vô nó chính là verb in. Thành ra cái câu chọn của mình chính là chữ seeing you soon. Ok chưa? Ok. Yeah. Rồi. Yeah. Rồi, câu thứ hai. Thì mọi người lưu ý nè, everyone arrived late at the party for a gì đó of reason. Thì lưu ý cho mình nè, hai bên chữ of sẽ là noun. Ta có chữ reason là noun rồi, thì ta kiếm một cái gì đó là noun nữa. Thì ở đây ta chọn được cho câu số 2 chính là từ số 4 của cột số 5. Mọi người thấy không? Cái chữ variety. Tức là những cái lý do khác nhau. A variety. Những cái sự khác nhau của lý do đó. Nhưng mà ta dịch đúng tiếng Anh là như vậy. Nhưng mà không ai dịch như vậy cả. A variety of reason nha mọi người nha. Cái sự khác nhau gọi là variety. Số 2. Ở đây nó là noun, phải chọn vô. Rồi, câu thứ ba thì là new measure have been suggested to cái gì đó the environment. Thì thường thường bây giờ ta hay dùng là gì? To protect hay là to save the environment, là ta cái là cái môi trường sống của mình, mình phải bảo vệ. Thành ra câu này chính là câu từ thứ ba của cột thứ hai chính là chữ protect đó. Nó có cái số 3 phía dưới đó, phía sau của cái từ ha, protect. Rồi, câu thứ tư là the hijacker to kill all the passengers if they demand cái gì đó. Rồi, thì ở đây ta sẽ chọn được là câu này, ta chọn được là threaten ở cột thứ 5 dòng số từ thứ 2. Threaten là đe dọa, giết hết nếu mà nhu cầu không được đáp ứng. Rồi, câu 5 đó nè, ta thấy nè, giống như nãy có một câu hỏi rất là hay đó, có chữ bết phải có chữ bết đó, thì cái ý nó đối lập nè. Ở đây nếu mà ta làm không đúng là ta làm sai liền nè. Her grandmother were very ill, but now she is. Tại vì nếu mà không có chữ but á, ta có thể dùng cái chữ là in danger. Có chữ in, mà ở đây trong đây nó cũng không cho mình chữ in nữa. Đúng không? Ở đây nó không có chữ in. À, nhưng mà đó, tại vì trong tiếng Anh nó có chữ in danger là gặp nguy hiểm. Nhưng ở đây nó có ý đối lập nè. Cái ý đầu tiên là very ill, nhưng mà but rồi thì không còn là in danger nữa, vì đó là out of danger. Đó là từ số 2 nha. Ok, ta đến câu 6 là the telephone were a wonderful cái gì đó of the 19th century. Mà nói về telephone thì chính là chữ là phát minh. Thì câu chọn của nó chính là câu 6, số 6. Nghe không? Là từ số 4 của cột thứ 6. Thấy chưa à? Invention. Đó, mình cứ để trong cái phần đáp án cho mọi người thấy rất rõ đó. Rồi ha. Invention nha. Cái này cô, các anh chị, các bạn. Rồi. Câu 7 là the cái gì đó mà aim of this score is to improve. Ta có am là danh từ rồi, mà cái gì đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho nó chính là tính từ. Thì ta kiếm trên đây có cái nào là tính từ hay không. Đó là những cái mẹo để chúng ta sẽ làm bài những cái phần ngữ pháp chúng ta mình sẽ giảng. Thì ở đây ta chọn được là cái số 7 chính là chữ primary, từ đầu tiên của cột thứ 5. Primary là gì? Là cái mục đích chính yếu. Giống như cái thầy cô đây, chúng ta có những thầy cô mà tại hiệu trưởng, hiệu phó của cái lớp mầm non, tiểu học đó, thì cái primary school đó, đó thì cái primary school là tiểu học, nhưng không phải lúc nào
chữ primary trong nghĩa tiếng Anh đôi khi nó có nghĩa rất là cái gì đó nó chính yếu, nó gọi là primary. Còn cái gì mà không chính yếu lắm thì nó gọi là secondary. Còn cái bậc học thì nó khác. Giống như ta có là secondary important, ta gọi là quan trọng thứ cấp. Còn cái thằng primary important chính là quan trọng nhất cấp. Nó là như vậy ha. Câu 7 là primary nha các con, là mục đích chính yếu. Câu 8, cái bài này bữa mình có câu này đó, mọi người có thấy không? Trong cái đề thi bữa mình có làm cho mọi người đó. Nó open đi với to. Này chúng ta phải học thuộc lòng. Open đi với to. Đúng không? Nó là từ số 2 của cột thứ 6 ha. Open là đi với to. À, cái là mình mở rộng cửa mình tiếp à, cái là mình cái cuộc thi đó dành cho ai đó. Open to là như vậy. Rồi. Câu 9 thì là she look very cái gì đó. À, ở đây động từ look ở đây là có vẻ. Đây là động ta gọi là nội động từ. Thì những cái nội động từ thì sau nó chúng ta phải đi không đi với trạng từ được mà ta đi với tính từ. Thì tính từ ở đây ta sẽ chọn được là từ thứ tư của cột đầu tiên. Là nhìn có vẻ rất là nghiêm trọng. Look serious. Và câu 10 là she won a gold medal for her excellent. Cái gì đó. Rồi ta có chữ excellent rồi, là tính từ rồi. Vậy thì cái từ đứng sau chắc chắn sẽ là danh từ. Mà danh từ ở đây ta sẽ chọn được chính là chữ performance. Là từ thứ tư của cột thứ hai. Đấy. Đó, cái là những cái bài này nó là nó lấy những cái câu ra thì nó sẽ cho mình những cái từ để mình gắn vô. Mình học thuộc lòng được, mình nhớ thì mình sẽ làm bài được nha mọi người nha. Khi mà hy vọng là ngày mai mình chung hết được thì mình sẽ thống nhất lại à, cái cách ra đề như thế nào, cách như thế nào để cho mọi người nắm. Như vậy ha. Chứ không phải là ra thi là cho cái bản như là mình gắn vô đâu, không có. Nó sẽ cho bốn cái sự chọn lựa A, B, C, D như cái đề thi. Mình sẽ chiếu lại cái đề thi cho mọi người mà, mọi người yên tâm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp. Một cái mục nữa là cái phần của câu điều kiện. Hôm qua chúng ta mới vừa xong. Được chưa ạ? Rồi bây giờ mọi người nhìn cho Bình. Chúng ta note lại những câu nào Bình sửa nha. Nói vậy thôi mọi người hiểu. Rồi. Đầu tiên mọi người nghe kỹ cho Bình nè. Chúng ta có cái câu you can't visit the United States unless you get a visa. Được chưa? Nghe kỹ cho Bình nha. Đúng ra tại vì chúng ta không có thời gian nhiều mà đi sâu vào thì kỹ lắm. Sửa vào nhìn bài làm ta nhớ luôn. Rồi. Thì cái câu này ở đây các chị nói ủa đâu dính thầy ơi đâu dính vô mệnh đề if gì đâu mà if đâu thầy. Đây chính là mệnh đề if nè mọi người, chính là chữ unless đó mọi người. Unless mọi người có thể ghi cho Bình nè. Unless chính là if và not. Thì cái câu này đúng ra của nó là như vậy nè mọi người. Thay vì nó dùng if not, nó không thích. Nó dùng unless thì nó dùng như vậy nè. You can't visit the United States if you don't get a visa. Đấy, nó đó. Rồi, nếu mà nói như vậy rồi thì mình xong rồi đó. Nó kêu mình đảo kìa. Là if you. Thấy chưa? Đó. Thì có nghĩa là gì? Ta sẽ đổi chữ unless qua if not. Nhớ nha. Thấy như vậy ta biết rồi. Unless you get a visa nè. Thì ta đổi unless qua if not nè. Thì mình đổi if not cho người thấy luôn nè. If you do not get a visa. Đó. Đổi cái thằng unless qua if not đi. Bên kia viết lại bình thường. Được chưa? Các thầy cô, các anh chị nhớ cho Bình nha. Đổi chỗ nào biến đổi chỗ đó thôi. Chỗ khác không đổi gì hết nha. Có mọi người hay lắm. Có năm ra thi. Cái câu cũng giống giống vậy vậy thôi. Ví dụ như là if you don't study hard. Đó là unless you study hard, you can't pass the exam. Bạn không thể đậu kỳ thi trừ khi. Cái là nếu bạn không học hành chăm chỉ đó. Cái là you can't pass the exam. If you don't study hard, ví dụ vậy. Thì họ cho cái câu là
là you can't pass the exam unless you study hard. Thì mình đổi qua, thì cái cần đổi là gì? Đó như cái câu này thôi, là if you don't study hard, tại vì unless là if not, thì quăng vô đi, if rồi đổi thằng bên kia qua nó, qua phủ định thôi là xong, get là don't get thôi. Vậy đó là if you don't study hard thì là you can't pass the exam được rồi. Tự nhiên đổi luôn là you can. Tự nhiên đổi cái thằng can này thành can. Không. Mình chỉ cần đổi cái chữ, tại vì cái nội hàm của chữ unless, nghe kỹ cho mình nha. Nội hàm của chữ unless chính là gì? Là if not rồi. Thì mình đổi chỗ đó đủ rồi. Là nè, là if you do not get a visa đồng nghĩa với if unless you get a visa. Còn thằng kia mình viết lại bình thường nha. Đừng có tấy máy tay chân. Đổi này đổi kia nha, không có đổi gì hết, đổi khúc cần đổi thôi. Được chưa à? Thành ra là unless you get a visa, đổi qua là if you do not get a visa. Unless đồng nghĩa với if not. Rồi. Bây giờ câu thứ hai, mọi người nghe kỹ. Câu thứ hai này nó cho mình cái tình huống là David has so many accidents because he's so clumsy. Nó cho mình một cái sự thật là cái thằng này nó vụng về. Nói tóm lại là mình đang dịch đó, thôi kệ, cũng dịch luôn cho người để thấy. Nó vụng về. Nó gặp nhiều, nó bị nhiều tai nạn bởi vì nó vụng về. Nhưng bây giờ mình cô cứ nhớ cho mình như vậy là dễ nhất nè. Nhìn đi. Ta thấy cái sự thật ở quá khứ đúng không? Sự thật ở hiện tại đúng không? Mà trái với sự thật ở hiện tại thì ta dùng dạng mấy? Dạng 2. Cứ vậy thôi, lùi xuống. Nha, nhớ nha, chứ đừng có tay máy tay chân thấy hiện tại đổi qua phủ định ở hiện tại là sai liền. Đó, bây giờ mình vô kìa. Thấy chưa? Đó, bây giờ nó có là if David kìa. Thì nó vụng về vì nó không vụng về. Thì nó ngược với hiện tại mà. Thì ta lùi xuống là dạng 2, là quá khứ. Đó là if David nè, were not clumsy. Rồi, lúc này bên kia phải đổi luôn nè. Tại vì ta phải đổi hết cho cả hai. Đó là if David were not clumsy thì là he nè, would not have, đúng chưa? Would đi với động từ nguyên mẫu, mà đây là would not, tại vì nó ngược là bên đây nó là have so many accidents mà, thì là he would not have so many accidents. Đó, ở đây là nó cho mình cái sự thật, mình biến đổi qua coi nó ngược không, và nó ngược là phải ngược hết nè. Có nhiều tai nạn bởi vì vụng về. Nếu không vụng về, không có nhiều tai nạn. Mình phải đổi cho nó ngược hết. Nha, được chưa các thầy cô, các anh chị? Mình nói lại nha. Has so many accidents because he's so clumsy. Là cái sự thật ở hiện tại. Ta dùng ở dạng 2. Thì đó là if David were not clumsy. Được chưa? Nó là nó ngược rồi đó. Were, đúng chưa? Tại vì ta dùng were cho tất cả các ngôi mà. Không? Rồi he would not have so many accidents. Tại vì bên kia là has, là hiện tại đơn, thì ta đổi là would not have. Đấy. Câu 3 cũng tương tự, mọi người thấy không? Tôi bận vì đó tôi không viết thư cho bạn tôi. Vì đó nếu tôi không bận thì tôi sẽ viết, đúng chưa? Cũng ngược với hiện tại. Lùi xuống đi. Hai câu 3 y chang, vì đó là if nè. I were not so busy. Ở đây mọi người thấy là I were luôn, thấy không? Đúng là theo ngữ pháp mới và trong văn nói á, thì nó dùng luôn là if I was cũng được, nhưng mà thôi, mình cứ làm về ngữ pháp cho đúng là đúng mà. Vì đó là if I were not so busy. Rồi bên đây là past rồi, thì bên đây là good. Đúng chưa? I don't. Bên đây là phủ định, thì bên đây là khẳng định. Nó ngược lại, vì đó là I good right. Good cộng động từ nguyên mẫu là sao? Ở đây, tại vì đây là quá khứ rồi, thì bên đây là good cộng động từ nguyên mẫu. Được chưa à? Đó là câu 1, câu 2, câu 3. Ta sẽ sửa tiếp là câu 6. Đó, mọi người cứ note lại cho mình như vậy. Bây giờ nghe kỹ câu 6. He didn't hurry. He missed the last train. Đấy, ta nhìn đi. Ta thấy cái sự thật này nằm ở đâu? Quá khứ. Vì thế ta làm dạng mấy? Dạng 3. Nó ngược với quá khứ. Không vội. Trễ. Vì thế nếu đã vội thì không trễ.
Rồi, cứ ngược lại thôi. Thành ra mình đảo nè. He didn't hurry. Đúng chưa? Đảo xuống thành quá khứ hoàn thành. Là if he had hurried. Được chưa? Đó. Thằng kia là quá khứ. Đảo xuống thành quá khứ hoàn thành. Mình phải lùi. Rồi, bên kia nè. Mà bên đây quá khứ hoàn thành rồi. Thì bên kia sẽ là good. Cộng với have và cộng với past participle. Chính là he would not have missed the last train. Tại bên kia là he missed thì bên kia là đúng chưa? Bên kia là miss thì bên đây là not miss. Cái là good not đó. Đấy. Rồi. Và ta đi đến một câu nữa chính là câu số 9. Ta có 5 câu cho phần này. We can avoid waiting by booking the ticket in advance. Nó cho mình một cái sự thật. Rồi mình cũng nói nôm na cho cô hiểu luôn. Là tránh cái việc chờ đợi bằng cách là gì? Đặt vé trước. Vì thế nếu đặt vé trước thì khỏi chờ. Đúng chưa? Vậy thì câu này là câu điều kiện có thể xảy ra. Ở hiện tại ta dùng ở dạng 1. Rồi chia đi cái thầy cô. Đó, đó, đổi đi kìa. Nó cho mình là if we rồi kìa. Vì đây là if we gì? If we book the ticket in advance. Thấy chưa? Nếu chúng ta đặt vé trước. Rồi, bên kia thì đúng ra mình dùng là gì? We gì? We will avoid waiting. Nhưng ở đây mình dùng lại luôn là can luôn, cũng không sao hết. Ở đây các thầy cô, các anh chị dùng will cũng được, dùng can cũng được. Tại vì đây là câu điều kiện có thể xảy ra nha. Nhớ cho kỹ nha, ở đây tao không có lùi, đừng lùi. Ở đây lùi là sai đó. Ở đây là cái sự thật có thể xảy ra. Tao nói về cái sự thật. Rồi. Ta đi tiếp nha mọi người nha. Mọi người vẫn còn theo kịp mình được đúng không? Ok ha. Ta đến cái thằng practice test 4 trong sách của mình á, trong cái cuốn sách của ta ha, là trang 18 đấy. À, còn cái phần đáp án của mình thì nó nằm ở test 5, không vấn đề gì hết. Rồi, các thầy cô coi cho mình từ câu 6 đến câu 10. Mình sửa luôn cho mọi người thấy. Bây giờ ta có câu 1 nè. Thì refer, cái công thức của động từ refer, thì refer đi với now và đi với to. Refer to. Chút nữa chúng ta sẽ học một cái ngữ pháp của nó luôn. Refer to. Vì đây câu 6 là we refer classical music to pop music. Nhà refer đi với to. Thành ra mà to này là một chữ o thôi nha. Chứ không phải hai chữ o nha, hai chữ o là sai nha. Hai chữ o nó mang đi cái chuyện khác nha. Vì chúng ta thấy rồi. Đó. Câu thứ 6 là từ số 3 của cột thứ nhất nha. Rồi. Câu thứ 7 thì là our children are very cái gì mà in kìa. Thì cái gì mà chính in thì chắc là interested in thôi. Chứ không bao giờ nó dùng interesting in nữa đó. Mà là interested in. Nha. Cũng là từ số 3 của cột thứ 4. Rồi. Câu thứ 8 chính là cấu trúc quá đến nỗi mà. Chút nữa ta sẽ học luôn đó. Quá đến nỗi mà. Nhưng ta dùng cấu trúc chứ không dùng mệnh đề. Cấu trúc mệnh đề thì chút nữa ta đi với so và set. Còn cấu trúc quá đến nỗi mà đi với cấu trúc á, thì ta đi với to cộng với tính từ hoặc là trạng từ và cộng với to infinitive. Rồi. Thành ra câu 8 chúng ta sẽ có được là chữ to. Đó, đọc như vậy mọi người thấy rồi. Có hai chữ o đó là dòng số từ thứ tư của cột thứ nhất. Cái là quá bệnh để mà đi học. Cái là were too ill to go to school. Câu 9
Mọi người nghe luôn nha, ta có cấu trúc đe. Thì bữa mình có làm bài rồi đó. Đe. Mà chúng ta bữa cũng sửa cái câu này luôn đó, trong cái đáp án, trong cái bài thi đó, người thấy đó, người ta sẽ ra thi như vậy. Thì đe thì cái động từ sẽ đi với nó chính là thường là động từ to be. Đe phải đi thường là đi động từ để chỉ cái cấu trúc là có cái gì đó. There are, there is, there have been, ví dụ vậy, there has been. Thì cái động từ to be này nó sẽ tùy thuộc vào số ít hay là số nhiều, tùy thuộc vào cái danh từ đứng sau. Nếu danh từ đứng sau là số nhiều, động từ to be sẽ ở số nhiều. Danh từ đứng sau là số ít, không đếm được, đếm được mà số ít thì sẽ là động từ, động từ to be sẽ chia ở số ít. Còn nếu danh từ đứng sau là danh từ không đếm được thì động từ to be cũng sẽ là số ít nha. Thành ra ta có câu chính chính là there is, tại vì chữ furniture là không đếm được, đồ gỗ trong tiếng Anh là không đếm được. Một cái bàn thì đếm được, một cái giường thì đếm được, nhưng nói chung đồ gỗ thì không đếm được. Để số 9 là từ thứ 4 của cột thứ 3. Được ha mọi người. Và câu thứ 10 là they look, they are looking up, look up là tra đó, her number in the telephone. Look up number cái là ta tra số, số gì? Số điện thoại. Thì là cái danh bạ điện thoại chính là the telephone directory. Đây là cái từ mà chúng ta kết hợp. Từ thứ tư của cột thứ năm cuối cùng, directory. Dạ rồi, chúng ta sẽ đi đến một cái phần bài tập nữa thôi, và chúng ta phải break chút xíu, ta trở về phần ngữ pháp mọi người nha. Chúng ta sẽ chạy qua cái phần của đây à, trên mọi người lật trong sách của mình, trong cuốn cuốn mà tài liệu mình gửi á, tài liệu chính thức á, còn cái đáp án thì không tính nha. Trang 25 ạ. Chúng ta học một số cái điểm ngữ pháp nữa trong sáng hôm nay nữa, là chiều nay ta sửa bài và mai sửa bài nữa, hy vọng ok. Đây à, là phần về so sánh hơn. Đây. Mình sẽ chỉ mọi người cái mẹo làm bài luôn. Ta lưu ý từ câu 1 đến câu 5 nhé. Mình sửa từ 1 đến 5. Đây. Đây là một cái mẹo nè mọi người. Thứ nhất, khi ta thấy ta có so sánh hơn mà ta đi với phủ định. Nhớ nha, so sánh hơn mà đi với phủ định thì ta sẽ đổi thành so sánh nhất. Cứ nhớ như vậy cho mình. Ví dụ như mình nói, ví dụ mình nói, ôi ôi mọi người ơi, nói thiệt nha. Đi dạy offline mà gặp mọi người, chút nữa dạy xong rồi tôi đi nhậu nha. Ví dụ vậy, đúng không? Thì mọi người, ví dụ cái câu giỡn vậy đó, tôi không thể đồng ý hơn được nữa. Cái là tiếng Anh nó gọi là I couldn't agree more. Ta có chữ couldn't là phủ định, rồi agree và đi với chữ more nữa, thì có là nhất, tôi là tôi đồng ý nhất. Cái này cô hiểu mà. Cái là so sánh hơn nha, nghe kỹ nha. So sánh hơn và mà đi với phủ định chính là so sánh nhất. Thế là cái câu này cũng vậy. Cái là he couldn't find a cheaper computer. Cái là không thể kiếm được cái nào rẻ hơn nữa. Cái là cái này là cái rẻ nhất. Đó, lưu ý như vậy nha. He couldn't đó, rồi cheaper nha. Đã thấy not và đi với so sánh hơn thì chắc chắn là so sánh nhất. Câu 1 và câu 2 nó làm y chang với nhau đó. Chúng ta mình chỉ cho mọi người làm. Rồi bây giờ mình sẽ làm luôn nè. Thì nè, nó cho mình cái câu gài vô là gì? Là that's where. Rồi vậy thì mình đưa so sánh nhất vô nè. Là the cheapest computer. Đó. Không thể kiếm cái rẻ hơn nữa được. Không thể kiếm cái nào rẻ hơn nữa được. Cứ như là cái này rẻ nhất. Không thể rẻ hơn được là rẻ nhất. Đó, phải lưu ý như vậy. Thì đó là that's where the cheapest computer. Và bên kia mình viết lại là he could find.
Tại vì anh kia, tại vì đúng ra nó chữ couldn't find cheaper, nó chính là khẳng định đó các thầy cô, các anh chị, để nó làm cho câu dưới đó. Hiểu mình nói không? Nó là câu khẳng định đó. Cái là tôi không thể đồng ý hơn được nữa, cái gì tôi đồng ý nhất. Nó nhấn mạnh, nhưng nó dùng là phủ định nha, cộng với so sánh hơn. Nhớ nha, phủ định cộng với so sánh hơn chính là khẳng định. Mà khẳng định là gì? Khẳng định là nhất. Được chưa? Thành ra ta đổi là that were the cheapest computer he could, chúng là couldn't. Ở đây phải là could luôn. Fine là xong. Đó, câu 2 cũng tương tự. Không có bạn đồng nghiệp nào mà làm gì? Chăm chỉ hơn Betty cả. Cái là Betty là chăm chỉ nhất. Không ai chăm hơn. Tức là cô này chăm nhất rồi. Không hơn được nữa, đúng không? Giống như là Đại học Sài Gòn đồn thầy Bình ổng dạy, ổng vô đầu vô đầu ra, ổng dạy là ổng chửi, mà ổng chửi là ổng chửi không ai có thể chửi nhiều bằng ổng được hết. Nhưng là ổng chửi nhiều nhất nữa. Nhiều vậy, đúng không? Thế ra ta sẽ có được là gì? Đó, cứ nhớ nha. Phủ định mà đi so sánh hơn chính là so sánh nhất. Cứ vậy mà làm nha mọi người. Rồi chút nữa mình sẽ đổi cái câu 3, câu 4 sao để cho mình chỉ cho mọi người cái cách đổi. Rồi. Thì nhớ nha, phủ định mà so sánh hơn chính là so sánh nhất. Mà khi đã so sánh nhất rồi là khẳng định nha. Nhớ rồi. Thành ra nè, ta đổi nè. Betty y nè. Đó, so sánh nhất đi. The most hardworking. Rồi, ta viết lại là of all my colleagues. Đó, ta nhớ cái chữ of all nha. Of all đi với danh từ số nhiều. Ok ha. Rồi, bây giờ mình chỉ cho mọi người cái cách biến đổi thứ ba, thứ hai nè. Là gì? Cứ nhớ nè, giữa so sánh bằng với so sánh hơn, ta có cách biến đổi rất dễ. Cái này hơn cái kia. Nghe kỹ nha, cái này hơn cái kia có nghĩa là gì? Cái kia không bằng cái này. Cái này kém hơn cái kia, tức là cái kia hơn cái này, hoặc là cái này không bằng cái kia. Cứ nhớ như vậy mà làm là dễ nhất à. Thôi cứ nói là về hơn đi. Alo, mọi người có ai hỏi gì à? Có ai hỏi gì không à? Alo. Dạ không ạ. Rồi ok, mọi người nghe tiếp nha, nghe kỹ lại nè. Đầu tiên nhớ lại rồi ha, nghe kỹ lại nè. Thấy so sánh hơn mà đi với phủ định chính là so sánh nhất. Mà so sánh nhất là khẳng định. Được chưa? Đó, phải rút ra những cái quy luật đó. Rồi, còn bây giờ nè. Khi ta thấy, ta hay đổi vậy nè. Cái này hơn cái kia, thì ta đảo ngược xuống là cái kia không bằng cái này. Cứ vậy thôi. Hơn thì là không bằng. Mà không bằng thì là hơn. Nó ngược lại. Rồi, bây giờ cái cô nhìn nè. Helen can play nè the piano better than Elizabeth. Đó, thấy không? Đó, tức là play better than rồi kìa. Thấy chưa? Cái là gì? Rồi thì giờ nó cho mình đảo lên chữ gì? Là Elizabeth. Đó. Thì mình sẽ đổi cho mọi người hai cách đổi, nhưng mình thích cái cách đổi thứ nhất hơn. Cách đổi thứ hai mình sẽ đóng cho ngoặc kép lại. Tại mình không, cái đó không có hay. Cứ đổi theo như vậy cho mình à. Cái này hơn cái kia, cái kia không bằng cái này. Cứ vậy mà làm đó. Cứ hơn thì là không bằng, mà không bằng thì đổi ngược qua là hơn. Mọi người nhìn nè. Rồi, thì bây giờ mọi người thấy là Helen can play the piano better than. Được chưa? Ok ha. Rồi, thì bên đây là so sánh hơn rồi đúng không? Thì ở dưới sẽ là không bằng. Thì đảo đi, đảo không bằng đi. Là Elizabeth nè, cannot play the piano. Rồi, không bằng đâu. As well as Helen. Xong. Đấy. So sánh bằng chính là as well as. Tại vì better thì cái từ của nó chính là well, chứ là good là sai nha. Phải là well mới được. Tại vì well thì so sánh hơn của nó cũng là better. Được chưa ạ? À? Tại vì well là trạng từ. Được chưa?
thằng kia là hơn thì thằng này là không bằng, được chưa? Là Helen can play the piano better than Elizabeth, thì là Elizabeth cannot play the piano as well as. Hơn thì là không bằng, cứ vậy mà đảo cho Bình nha. Rồi câu 4 nè. Lúc này thì nó chỉ đảo chút xíu thôi. Bây giờ mọi người nghe kỹ nè. She is a slower and more careful driver than I am. Lúc này ta đang so sánh, ta đưa cái chữ gì vô? Chữ driver luôn kìa. À, cái là, thấy không? Thì ta có nè, chữ slower là tính từ nè. Rồi careful, more careful nè, là so sánh của tính từ nè. Tại vì ở đây ta bổ nghĩa cho cái gì? Cái chữ driver, được chưa? Là danh từ. Nhưng bên dưới nó đảo nè, mọi người nhìn kỹ nè. Nó cho mình chữ gì? Là she drive. Nó cho mình động từ vô luôn. Lúc này, mà tại vì động từ thì cái gì bổ nghĩa cho động từ? Chính là trạng từ. Thì trạng từ đó chính là chữ gì? Là slowly. Đó, mình phải từ từ mình giải thích cho người thấy. Slowly. Thấy không? Đó, đúng không? Là trạng từ. Rồi careful là tính từ, thì trạng từ của careful chính là carefully. Rồi, vậy thì giờ mình đảo đi. Mình cứ viết lại thôi, cái này không cần phải đảo nữa. Là viết ngược thôi. Cái là nó đang so sánh hơn của danh từ, tính từ và danh từ. Đó, thì mình so sánh hơn của gì? Của trạng từ thôi. Thì lúc này mình viết lại là she tried nè. More slowly and more carefully. Mà đây ta có chữ more trước rồi, thì ta không cần chữ more thứ hai. Thì đó mình để chữ more trong ngoặc kép là như vậy. Mọi người hiểu chưa? Tại câu số 4, nó có chữ driver đó. Thì ta cần chữ careful và chữ slower. Tại vì để cho nó là tính từ, nó bổ nghĩa cho chữ driver. Và nó đi với cái động từ to be là I am và là she. Nhưng bên dưới nó đã đưa cho mình cái động từ là drive. Mọi người thấy không? Nó đưa cho mình cái từ drive. Mà cái chữ drive rồi thì cái bổ nghĩa cho nó chính là trạng từ. Mà trạng từ thì chữ slow phải đổi thành là slowly. Careful đổi thành carefully. Thấy không? Và vậy rồi, mà trạng từ rồi sẽ đưa chữ more vô thôi à. Nó là dài rồi, hai âm mà. Thì đó là she tried more slowly and carefully. Đúng là more carefully nữa, nhưng mà không cần. Ta có chữ more trước rồi. Và then nè, thì là ai gì mọi người thấy không? Then I do, chứ không là I am nha. Còn không mọi người chắc ăn á, mọi người khỏi cần đưa chữ do luôn, mọi người để chữ I thôi đủ rồi. Được ha. Và câu cuối cùng, câu 5, trước khi chúng ta giải lao chút xíu, là I have never seen a dirtier looking dog. Rồi, cũng vậy, giống như câu 1 và câu 2. Thấy chưa? Never là phủ định nè, đi với so sánh hơn. Chưa giờ thấy con chó nào dơ vậy hết, đèn chó dơ nhất. Rồi, xong rồi. Đúng không? Và nó cho mình là gì? This is. Rồi mình đưa vô đi. Là this is the. Rồi. The rồi đó. Là so sánh nhất rồi đó. Và đưa cái đuôi vô. Dirtier thì đổi là dirtiest. Đúng không? This is the dirtiest looking dog I have seen. Đó. Never thì đây là I have. Được chưa? Tóm lại cho phần này nè. Nhớ lại cho mình để đổi nha. Trong biến đổi mà biến đổi câu về so sánh hơn nè, nếu đi với phủ định và đi với so sánh hơn chính là khẳng định so sánh nhất, được chưa? Phủ định so sánh hơn chính là khẳng định so sánh nhất, được nha mọi người. Và hai là cách biến đổi là gì? Cái này không bằng, sorry, cái này hơn cái kia, có nghĩa là gì? Cái kia không bằng cái này. Được nha, cứ đảo vậy cho mình là dễ đảo nhất. Thằng kia hơn thì thằng này không bằng. Cứ vậy thôi mà làm. Ok, tập break chút xíu đi ạ. Bây giờ là 9:40.